Kính chào anh chị và các bạn. Thì để chào xuân 2020 thì hôm nay bên Mạnh Kiến đã cho ra mắt một sản phẩm mới. Một chiếc loa 4 tấc đã tích hợp đầy đủ tính năng thông minh nhất của một chiếc loa có chống điện tử. Đây, thay vì các bạn có thể hát loa kéo bình thường. Đấy thì hôm nay chiếc loa này đã tích hợp chống sẵn và ngoài ra vẫn có hai micro bình thường để các bạn hát. Thì đã có hai tay chống điện tử đây, thì bây giờ em sẽ test thử xem anh chị xem chất lượng và âm thanh như thế nào. Đấy. Loa kéo mà lại tích hợp được cả chống nữa thì đúng là không phải dạng vừa. Đây các bác nghe thử xem là đây âm lượng nó lên đây, 4 tấc các bác nhá. Âm thanh thì bao hay. Bây giờ em thử chức năng chống của nó nhá. Đấy, các bác nghe thấy đã đời chưa? Ông quay phim chắc phải nhăn mặt rồi đấy. Thằng xóm nghiết tai con chống này rồi. Thế bây giờ em không biết anh chống nhiều lắm, thì bây giờ em cứ gõ chơi để anh em mình xem những ai mà đam mê âm nhạc đấy, hay là trung thu hay là tết nhất lễ hội thì mình nên sử dụng con này, vừa có thể hát karaoke được này, mic này, hai mic bằng kim loại này, alo thoải mái, hát hòa thoải mái này, lại có chống tích hợp theo đấy, hát thì lại hay, hát một hơi thì xa vạn dặm. Đây để em thử các bác này, đây là tiếng trống này đấy. Đây con này nó có tích hợp sẵn cả tiết tấu luôn, ông nào đánh trống giỏi là vào luôn nhá. Em thì hơi gà một tí, trống em không biết sử dụng tiết tấu. Đây em đánh thử với các bác nhỉ. Đây cho nhạc lớn lên này. Giới thiệu luôn cho các bác, đây con này nó có micro. Đấy thì là hát hò thoải mái, hát vang xa, bằng vạn, bằng nghìn dặm luôn. Đấy, đây hai micro tích hợp kim loại luôn nhá. Bên em mua hàng thì bảo hành tất cả đều 1 năm. Đấy, hộp đầy đủ hết cho các bác nhá. Alo 67112. Thì đây gì vật của Temisen thì nó đã là quá là tên tuổi rồi. Nhưng ai dùng hàng loa kéo của Temisen quá tên tuổi đấy các bác, nhìn công dụng của nút ở đây. Đấy, mình mua về mình hát chơi karaoke cũng được. Mình mua để giải trí thì càng ok. Mic bass xa cả vạn dặm luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy thì bây giờ em sẽ test thử một bài hát, một ca khúc để anh chị em nhà mình xem chất lượng âm thanh nó hay đến đâu. Ok. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì bây giờ em sẽ test luôn một bài hát. Các bác em để mic xa nó rất là tốt luôn. Các bác nghe xem chất lượng âm thanh như nào nhá. Là như một hoa hồng hoài, hương sắc theo hồng theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em bằng bao tiếng nuôi trái tim. Nhặt lại anh trong đời đang vẫn xót xa cho chính mình, vì người em yêu đã nói thật lúc ngàn tiền mời khắp thế gian là em. Khi em anh quên khi ta có nhau, những phút hôn tay lần đầu cho tim đang thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là ca tuổi xuân thơ sao mới tình. Dương dài trên cây em nhấp nháy lần hát trong, mong mình sẽ đến một lần bên em để tôi hát trong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng. Quá tuyệt vời các bạn. Ngoài hát karaoke ra anh chị em mình có thể thỏa sức đấy, dùng anh chồng không? Anh mất của lòng chắc chưa hết buồn phiền. Cuộc tình đi qua trong em bằng bao niềm nuôi vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời. Ok.
Vừa rồi là em đã hát thử một bài cái kiểu bài đấy, các bạn có thể xem chất lượng âm thanh của cháu này, nếu hay thì like và chia sẻ cho em nhé. Đấy, không hay thì like và chia sẻ giúp em. Đấy, nếu mà ai mua hàng để lại số điện thoại, em có để số điện thoại bên dưới đấy, like chia sẻ giúp Mạnh Tiến nhé. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh qua 258C và quận 6 để test trực tiếp sản phẩm xem chất lượng âm thanh như thế nào. Đấy, các bạn nhớ like chia sẻ giúp Mạnh Tiến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.